Chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Hôm nay chúng ta sẽ đến với nội dung của Tây Hành Kỳ phần 8 tập 41. Đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ chúng tớ nhé. Và chúng mình rất xin lỗi vì sáng nay mất điện không thể làm video cho các bạn được. Mất điện nên mạng không có, không thông báo được cho mọi người. Rất mong được sự thông cảm của các bạn. LTG xin chân thành cảm ơn. Ngộ Không quay sang nói: Sư phụ không bị thương chứ? Đương Tam Tạng nói: Răng đám giỏi này không sắc, ta không bị thương nhưng có hơi thối. Ngay lúc này Ngộ Không phát hiện không chỉ một con trùng yêu xuất hiện mà cả một đàn trùng yêu đã lao tới. Trùng Thảo nói: Tôn Ngộ Không, ngươi đã gây đại họa, tình hình bây giờ xem ngươi xử lý thế nào. Đường Tam Tạng nói: Đúng là rất nhiều. Ngộ Không giơ gậy nói: Số lượng trước giờ không là vấn đề, đến đây. Trùng Thảo nói: Khoan đã, đừng kinh cử vọng động, đừng ra tay. Ngộ Không nói: Này, rốt cuộc là ngươi muốn sao? Luân Hồi Thảo nói: Ta biết nguyên trùng Gô Cát là phương pháp duy nhất để tìm đại địa chi tâm. Vừa nói tới đây thì đám trùng yêu đã vây quanh Ngộ Không, bất chợt bị một bộ răng khổng lồ sắc nhọn từ dưới cát lao lên, cắt làm đôi. Thấy hàm răng khổng lồ này, Luân Hồi Thảo nói: Thì ra chúng ta đang ở nơi ẩn thân của nguyên trùng vương. Ngộ Không bay lên nói: Sư phụ, Ngộ Tĩnh, theo ta. Rồi như ý kim cô bổng lập tức giải ra, nó chặn lại hai hàm răng sắc nhọn. Ngộ Không nói: Ngộ Tĩnh, ta trông đỡ, để mau đưa sư phụ đi. Luân Hồi Thảo liền nói xen vào: Khoan đã, cách duy nhất tìm con đường đến đại địa chi tâm là trong cơ thể nguyên trùng nữ vương. Ngộ Không nói: Ý ngươi là chúng ta chủ động để đại trùng nuốt vào. Luân Hồi Thảo nói: Ngươi đúng là thông minh, ta đúng là có ý này. Ngộ Không cúi xuống nói với Đường Tam Tạng: Sư phụ, nếu chúng ta tin nó, chúng ta đều bị thần kinh cả, đúng chứ? Nghe vậy Đường Tam Tạng nói: Trực giác cho ta biết, tin hắn thêm lần nữa. Nghe thế Ngộ Không thu kim cô bổng ngắn lại. Ngộ Không nói: Luân Hồi Thảo, ngươi có xác định thật không đấy? Vì ngươi nói thế ta mới không yên tâm. Luân Hồi Thảo nói: Yên tâm, ta không nói dối đâu. Để Luân Hồi Thảo ta dẫn mọi người đến đại địa chi tâm, đã nói là giữ lời. Rồi Ngộ Không thả lỏng để con đại trùng vương nuốt vào trong bụng. Bên trong bụng con đại trùng này tối thui. Đường Tam Tạng nói: Ngộ Tĩnh, ở đây là nơi nào thế? Ngộ Tĩnh nói: Sư phụ, con cũng không biết, đại sư huynh đâu rồi? Ngộ Không nói: Con ở đây, có phải chúng ta đến gần đại địa chi tâm rồi không? Ở đây đen như mực, chẳng thấy gì cả, tính sao đây? Luân Hồi Thảo nói: Đừng sợ, có Luân Hồi Thảo ta ở đây. Rồi cơ thể Luân Hồi Thảo lập tức phát sáng. Luân Hồi Thảo nói: Chúng ta đã thành công vào trong bụng của con nguyên trùng nữ vương. Ngộ Không nói: Chúng ta bị nguyên trùng nữ vương nuốt vào, dĩ nhiên là vào bụng nó, có gì lạ? Ngộ Tĩnh nói: Vậy đại địa chi tâm ở trong bụng này? Luân Hồi Thảo nói: Dĩ nhiên là chưa rồi, sao đơn giản thế được? Ngộ Không nói: Sư phụ, con đã bảo là đừng tin nó rồi mà. Đường Tam Tạng nói: Luân Hồi Thảo, chúng ta phải đi đâu tìm đại địa chi tâm? Luân Hồi Thảo nói: Mọi người cuối cùng phải đến một nơi gọi là Mê Cung Xâm Lâm. Cả nhóm nói: Mê Cung Xâm Lâm, chưa nghe bao giờ. Luân Hồi Thảo nói: Mê Cung Xâm Lâm chỉ có nguyên trùng nữ vương mới đưa chúng ta đến. Ngộ Không nghe vậy nói: Ngươi đang nói con trùng này đang đưa chúng ta đến đại địa chi tâm? Luân Hồi Thảo nói: Ngươi sai rồi, không phải con trùng này mà là Luân Hồi Thảo ta, chỉ có ta mới dẫn đường chính xác. Ngộ Tĩnh nói: Luân Hồi Thảo tiên sinh, chúng ta làm thế nào mới đến được đó? Luân Hồi Thảo nói tiếp: Dưới yêu quái đại đạo có một nơi gọi là Mê Cung Xâm Lâm, và đại địa chi tâm thì ở đấy. Cho dù bây giờ không có ở đó, cũng sẽ ở đó thôi. Yêu quái đại đạo và Mê Cung Xâm Lâm có một tầng đất đá rất kiên cố, dù là thần tiên hay yêu quái nào cũng không xuyên qua được lớp đá đến xâm lâm. Chỉ có nguyên trùng nữ vương đi xuyên qua khe trống phức tạp này, cuối cùng đến xâm lâm. Vì trùng có một thiên tính, nó sẽ tìm thức ăn ở yêu quái đại đạo, đến bài tiết ở Mê Cung Xâm Lâm. Nghe thế cả nhóm nói: Bài tiết sao? Luân Hồi Thảo nói: Đúng, chỉ có nữ vương bài tiết ra thì đưa chúng ta đến Mê Cung Xâm Lâm. Cách này chỉ có ta biết. Ngộ Không giơ tay lên và nói: Vậy khi nào nó mới bài tiết? Luân Hồi Thảo nói tiếp: Nguyên trùng nữ vương 30 năm bài tiết một lần. Vì thế chúng ta cần đợi lúc đó. Ngộ Không nói: 30 năm sau? Hiểu rồi, chỉ cần làm cho nó bài tiết ngay, chúng ta sẽ đến được Mê Cung Xâm Lâm, tìm được đại địa chi tâm. Rồi Ngộ Không vung kim cô bổng lên và nói: Vậy thì đơn giản, mọi người chuẩn bị. Đường Tam Tạng nói: Ngộ Không, vi sư cũng có cách nghĩ như con. Kim cô bổng của Ngộ Không vung lên, xoay tròn, làm cho nước dịch trong bụng trùng vương biến động. Ngộ Không hét: Để ta làm cho phiên giang đào hải, nữ vương đại nhân, bài tiết cho ta. Đường Tam Tạng nói: Ngộ Không, giỏi lắm. Ngộ Tĩnh nói: Đại sư huynh, đệ đến giúp huynh. Ngộ Không hét lớn: Chúng ta thành công rồi, ôn dịch trong bụng trùng vương bắt đầu khuấy động.
nữ trung vương lúc này cũng đã bắt đầu đào đất, tìm nơi để bài tiết. Ngộ Không và mọi người lúc này cũng đã nhìn thấy ánh sáng, họ chui ra ngoài lỗ hậu môn của trung vương. Ngộ Không nói, chúng ta đến rồi, Luân Hồi Thảo, ngươi đúng là không nói phép. Đường Tam Tạng nói, Ngộ Không, sư phụ không quyết định sai chứ. Ngộ Không tiếp đất thành công, nhưng ngôn dịch trong người trung vương đã rơi trúng người cả nhóm. Ngộ Không nói, có thật là chỉ dùng cách bẩn thỉu này mới đến được đây? Luân Hồi Thảo nói, không phải là cách bẩn thỉu, mà là thuận tự nhiên. Đường Tam Tạng nói, ở đây thì ra là dưới yêu quái đại đạo, còn có một nơi yên tĩnh thế này. Họ đang ở trên một ngọn cây to lớn, xung quanh có những dòng nước nhỏ chảy ra, cả nhóm xuống dòng nước tắm rửa. Ngộ Không ngẩng lên nhìn, nó nói, không ngờ dưới lòng đất cũng có ánh sáng. Quanh phù thạch lơ lửng trên không, không khác gì mặt trời, chiếu sáng cả khu rừng. Được rồi, mọi việc đã xong, đại địa chí tâm rốt cuộc là ở đâu trong mê cung xâm lâm này? Luân Hồi Thảo nói, tin tức ta cung cấp đến đây là hết. Ta biết đại địa chi tâm trong mê cung xâm lâm, nhưng tìm thế nào thì phải dựa vào bản lãnh của các ngươi. Ngộ Tĩnh nói, đến nơi này chắc sẽ có kẻ địch xuất hiện. Ngộ Không dùng kim cô bồng gõ vào đầu Ngộ Tĩnh và nói, đừng nói điềm không lành được chứ. Luân Hồi Thảo nói, Ngộ Tĩnh nói cũng có lý đấy, xung quanh chúng ta hình như không có sinh vật nào tồn tại, vắng lặng một cách bất thường. Chúng ta quay lại với tầng trời. Thiên Nhân Nguyệt Ba tung một quyền về phía Như Lai, còn Nhất Quán đạo nhân dùng lưỡi đao bằng tóc đâm xuyên ngực Như Lai từ phía sau. Mặc dù bị thương, Như Lai vẫn quay lại xuất ra kim quang pháp ấn đánh về phía Nhất Quán đạo nhân, khiến hắn phải lùi lại. Hắn nói, người này năng lực khá đấy, nhưng so với bọn ta thì còn kém xa. Rồi hắn dùng tóc trói lấy cánh tay của Như Lai. Cả hai tên nguyên thần lao tới, xuất ra Hỗn Nguyên Quyết và Bán Nguyệt Thối Đao đánh thẳng về phía Như Lai. Như Lai né được Bán Nguyệt Thối Đao, còn tay trái thì vùng đỡ quyền cước của Thiên Nhân Nguyệt Ba. Thiên Nhân Nguyệt Ba lúc này kéo Như Lai lại gần, tránh đòn công kích của Nhất Quán đại nhân. Thế thế Nhất Quán đạo nhân nói, ngươi làm gì thế? Thiên Nhân Nguyệt Ba nói, hắn chỉ có thể do ta giết, ngươi không có quyền giết. Để một trường của ta đánh nát tiểu tử này, rồi hắn vung quyền đánh bay Như Lai. Nhất Quán đạo nhân tiếp đất và nói, được, Thiên Nhân Nguyệt Ba muốn giết hắn, Nhất Quán đạo nhân ta muốn cứu hắn. Rồi ông chắp tay xuất hiện luồng thần lực. Ông xuất ra bát hoàn chuyển di, 8 vòng kim quang xuất hiện bay xung quanh, rồi nói, ngươi làm gì được ta? Thiên Nhân Nguyệt Ba nói, ngươi lại dùng trò này chạy thoát. Rồi Nhất Quán đạo nhân bắt đầu rời vào chính giữa bát hoàn chuyển di. Rồi Như Lai từ thiên không cũng bị hút vào và biến mất. Họ đến một nơi kỳ lạ, xung quanh toàn cỏ, Như Lai phát hiện vết thương đã được lành lại. Nhất Quán đạo nhân nói, ta đã cứu thì ngươi sẽ không chết, hiểu chưa? Thương thế của ngươi không nhẹ, cần phải nghỉ dưỡng ở nhà ta một thời gian. Rồi Nhất Quán đạo nhân đi vào một căn nhà nhỏ, hắn hét, nương tử, các hài tử mau ra tiếp khách nào. Nhất Quán đạo nhân đưa Như Lai vào nhà, hắn nói, mọi người mau ra chào khách nào. Như Lai phát hiện có hai đứa nhóc chạy ra, chúng hét lớn, cha về rồi, cha, bọn con nhớ cha lắm đấy. Nhất Quán đạo nhân nói, cha cũng nhớ các con lắm. Đám nhóc nói, cha hôm nay có thắng được Nguyệt Ba đại thúc chứ? Nhất Quán đạo nhân nói, dĩ nhiên là thắng rồi, còn đánh hắn hoang mang bỏ chạy. Lúc này vợ của Nhất Quán đạo nhân ra và nói, tướng công, lần này về sớm thế. Nhất Quán đạo nhân nói, mau chuẩn bị dùng bữa đón tiếp khách của chúng ta, các con đi giúp mẹ một tay đi, rồi chúng rời đi. Nhất Quán đạo nhân nói, bọn trẻ đáng yêu lắm đấy. Lúc này Như Lai đã được dùng bữa với gia đình Nhất Quán đạo nhân. Nhất Quán nói, ngươi đừng khách khí, ăn cho no, chúng ta tiếp tục trị thương. Thịt gà vợ ta làm là đệ nhất thiên hạ, ngươi phải thử đấy. Như Lai lúc này nghĩ trong đầu, đùi gà chỉ là cành cây khô mà thôi, không có bữa ăn nào, cũng không có gia đình hạnh phúc. Bọn ta chỉ ngồi trong một hang động tối đen lạnh lẽo. Kết thúc nội dung của tập ngày hôm nay, LTG cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cũng đừng quên để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ LTG nhé. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.